vị đến với Chuyện Phố Phường thứ 200. Ờ đúng rồi, 200. Trời ơi, xôm quá. Show thứ 200. Thưa quý vị, ngày hôm nay là show Chuyện Phố Phường thứ 200, là một show rất là đặc biệt. Bởi vì đối với chúng tôi đó là chúng tôi sống rất là thọ. Và để đặc biệt trong cái ngày hôm nay đó thì chúng tôi đã muốn cố gắng mời đến một cô em mà coi như là quý khán thính giả đã yêu cầu từ show này qua show kia, cứ hỏi là chừng nào có cô ấy lên, thì hôm nay đã được lên rồi. Mời, xin mời bà chủ Thúy Nga lên tiếng. Trời ơi. Em phải trùng tên. Nói vậy tổng cỏ. Bà chủ Thúy Nga, bà chủ Thúy Nga là em cũng bị quá. Bà chủ quá sầu riêng. Thúy Nga xin chào. Chủ giữa sầu riêng. Thúy Nga xin chào quý vị khán giả thân mến. Hôm nay thì Thúy Nga cũng rất là vui khi mà được mời lên cái chương trình Chuyện Phố Phường. Có nghĩa là chương trình này là cũng nhiều chuyện không quý vị. Mở màn ra thì em cũng đính chính chút xíu. Đây là Thúy Nga hài nha. Bây giờ cũng có thêm cái biệt danh là bà Nga bán sầu riêng nữa. Đừng có kêu chủ, trung tâm Thúy Nga. Bà chủ, đừng có kêu trung tâm. Chừng nào anh có chữ trung tâm nha, em đã bà chủ Thúy Nga có nghĩa là bán sầu riêng. Thúy Nga, đáng lẽ hôm nay em phải hát bài là ai mua sầu riêng có ai. Trời, mua sầu em, riêng đó. Em hát một cái là sầu riêng em giải thể liền hả chị? Giọng nó chua lắm. Chị Linh, giọng đi chị Linh. Xin giới thiệu đến quý vị một người rất là quen thuộc với chúng tôi, đó là nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trước khi bước vào show thì chúng tôi luôn xin được cảm ơn người thứ nhất, đó là chị Hạnh Vũ. Chị Hạnh Vũ từ Philadelphia là một khách trung thành của Chuyện Phố Phường, và hôm nay nhân dịp show 200 của Chuyện Phố Phường, chị đã gửi cho chúng tôi những món ăn rất là ngon. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh những món ăn chị đã tặng cho chúng tôi hôm nay cho tất cả các anh em trong đài. Và thưa quý vị, cái bánh của trên bàn của chúng tôi luôn là cái bánh sầu riêng. Cái bánh này là dừa sầu riêng của Van Bakery, ủng hộ coi như là cho chương trình của chúng ta. Van Bakery nằm trên đường Brockhurst đã tặng cho ổ bánh sầu riêng. Thú thật là quý vị sẽ sáng chúng tôi đang định hỏi cái vụ này. Cái vụ tặng này nè, không phải là tự gì mới đầu em đặt một ổ bánh. Một ổ bánh nhưng mà em bỏ lên xe em chở đó. Nhưng mà em vì đi gấp quá nên em chạy qua một cái đường dằn á, một cái pump dằn á. Dằn phập một cái em nghe cái râm một cái em nói chết cha rồi, xong cái em ngừng xe lại, em thấy cái bánh nó đã úp ngược lại rồi. Trời ơi. Và em phải gọi cho Van Bakery cầu cứu liền, làm một cái bánh thứ hai liền. Là dập rồi đó hả? Mà dập rồi mà... nó không dập, nó đi nguyên vậy chắc đâu, bánh này bằng đá. Xong rồi bánh khác, và chung tôi lô đã tới lấy cái bánh này thì chị bên Van Bakery đã tặng không lấy tiền. Đó. Vậy hôm nay coi như tài trợ nha, tài trợ. Và người tài trợ thứ ba trong ngày hôm nay xin cảm ơn, đó là cô gái bán sầu riêng Thúy Nga. Cô đã tặng cho chúng tôi 2 thùng sầu riêng rất là to, hình như là cũng được 10 mấy trái. Có một trái đó. Điển hình. Ơi. Một trái điển hình chúng tôi luôn đang để trên bàn đây. Mà dặn đừng có quảng cáo, cũng lén lén bỏ trái sầu riêng lên. Sao anh bỏ ít vậy, anh phải bỏ 2 thùng cho em. Em nói gì chút xíu gì sầu riêng đi. Thì đâu có gì đâu, thì lâu lâu rảnh thì làm chơi gì thôi, chứ cũng đâu có làm mà rần rần như anh mà một tuần mà bán tới hết cả tuần đâu. Em làm có cuối tuần mà em muốn trào máu luôn. Người ta nói là bán sầu riêng một ngày là một ngày, ngàn trái. Cái nguồn sầu riêng lấy từ đâu cơ? Từ Việt Nam chị. Từ Việt Nam nhập qua. Dạ. Có Thái Lan mong không chị? Năm nay Thái Lan với Malaysia là đi ngủ với Việt Nam luôn đó. Tại vì Việt Nam năm nay sầu riêng trúng á. Nên là sầu riêng qua đây ngon mà là giá rẻ. Còn Thái Lan thì trước giờ mình ăn lúc nào cũng bị cứ một thùng tươi là gần 500 đô. Thế là mắc quá. Nhưng mà cũng hên xui lắm nha. Thái Lan cái ăn đôi lúc 6 trái thôi mà gần 500 đô. Dạ, mà tươi. Nhưng mà hên xui ăn đôi lúc cũng bị trái nó sượng sượng nữa. Nhưng mà cái này nó đông lạnh hay sao? Nó... tại vì từ Việt Nam nó qua đây nó nhập á, là nó phải qua cái chế độ frozen thì nó mới giá được nó 100 mấy một thùng thôi. Em bán cái loại này có 130, khách họ cũng thích quá trời mà muốn mua thì sao em ơi, muốn mua thì sao đây em bán xa cả một thùng là bao nhiêu pound hay là cái gì mà nó lấy từ thùng vậy đó Linh? Có một thùng vậy là khoảng 27 pound chị, nó 4-5 trái. Thì cái loại này á em cũng nghiên cứu dữ lắm rồi, em cũng phải em bán sầu riêng nhưng mà em phải ăn thử dữ lắm, em ăn 4-5 thùng em mới kết luận ồ này ngon, mà em cũng phải cho người này cái ăn thử giống như trải nghiệm đó. Ngon thì mình mới bán mà rẻ lắm, cái đợt này là chỉ còn có 130 thùng. Bây giờ khán giả muốn ủng hộ em mua thì phải mua đâu thì cứ liên hệ cho bà Nga sầu riêng 279-279-8989 279-279-8989 đón chào dễ quá vậy. Quý vị khán giả thân mến, bán sầu riêng đâu cần ngã ngớn ngã ngớn gì đó chị, mà đôi lúc vẫn ế nha. Bán sầu riêng chứ không phải là bán cái thì em bán sầu riêng em không bán tình duyên đó anh, nên nhưng mà em phải ngã ngớn chút xíu nên cho nó có giá trị. Chị không nổi luôn. 279
2 thần tài, thần tài phát giống ghế gọi quá nghe. Phát cử cái gì thì đó em gọi, tao mua sầu riêng đó. Hâm mà lên cơ năm tự nhiên ngã ngớn, nhắc ngồi với trai xung quanh chứ ở nhà mình em giống như mẹ già. Ai mua sầu riêng quý vị ơi, mà mặt già lắm. Chỗ này coi như trai không à, có trai đó, trai quay phim rồi trai ban nhạc rồi trai chung tử luôn rồi đấy, tự nhiên cái tóc ngã ngớn một xíu gì đó chứ mà thật ra em cũng đàn ông lắm. Bán sầu riêng mà có đừng ngồi bán sầu riêng mà tự nhiên dễ sợ đó, luôn vậy đó, ngã ngã ngớn hả, trời ngã quá trời chứ gì. Hôm nay là coi như mấy anh sẽ gọi tới nhiều lắm đó nghe. Dạ 279 8989 phải không? Dạ số vậy nhớ ha. 279 8989 ai ăn sầu riêng thì phải gọi cho 279 8989. Thôi anh đừng có quảng cáo sầu riêng em nhiều, thật ra anh tuần em bán có buổi à. Anh quảng cáo sản phẩm anh em thấy kìa, nước đương hoa nhiên, gì bây giờ là tới giờ sẵn sàng tới giờ quảng cáo rồi đây nè, để trước khi mình bước vô. Em không nói nó cũng quảng cáo em được lâu. Ủa vậy hả? Yeah. Vậy là mình không có được nói chuyện vậy luôn á chị. Bữa nay em nói được vậy là nhiều lắm rồi đó. Phải không? Vậy là mình làm mình nền phải không? Vậy là em danh giờ trời em. Bữa nay tự nhiên em dành. Bữa nay anh tưởng là chương trình này giờ sầu riêng chứ phải là giờ chuyện số phường 200. Thôi mình vô qua cái mấy cái kia đi anh. Chứ không là lát nữa em tới em nhiều món lắm cho phải mình sầu riêng. Nay nghe nó hơn nó được có nhiều. Vậy hả? Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình chuyện phố phường hôm nay. Nhờ những cơ sở thương mại này chúng tôi đã có được ưu ái giữ được đến 200 show rồi, thật là khó tin thưa quý vị. Trước hết là Tâm Restaurant và Tâm Bakery tọa lạc trên thành phố Garden Grove với số điện thoại duy nhất quý vị phải nhớ là 7142623437 2623437. Và thưa quý vị ơi, Tâm Bakery ngoài cái nhà hàng, Tâm Restaurant rất rộng rãi thoáng mát, có 2 con robot phục vụ thay cho nhân viên và chương trình Food Stamp để quý vị đến ăn. Và quý vị phải nhớ mang theo ID. Thì Tâm Restaurant kỳ này còn có, chú quý vị cũng biết là mùa trung thu, thì hôm nay Tâm Restaurant cũng đã gửi đến những cái hộp bánh trung thu để cho chúng tôi ăn thưa quý vị. Và đây là Tâm Bakery bánh trung thu với những cái bánh rất là ngon. Và một hộp như vậy có 4 cái bánh từ thập cẩm, không có nhiều loại thưa quý vị, từ gà thập cẩm, gà quay vân vân, 2 trứng, 1 trứng rồi bánh đậu xanh vân vân, rất là hấp dẫn. Nghe cũng quý vị, đại diện không? Đại diện bán bánh trung thu. Quý vị muốn mua bánh trung thu này, quý vị sẽ gọi cho Tâm Restaurant, Tâm Restaurant hoặc là Tâm Bakery cùng một số điện thoại duy nhất thôi là 2714 262 3437 262 3437. Còn ở các tiểu bang xa quý vị muốn mua thì Tâm Restaurant và Tâm Bakery đã giao cho một nơi, đó là Tân Tú Quỳnh của Trung Tú Lưu với số điện thoại 7146127309. Vì năm nay chị Tâm chỉ quá bận đi nên chị đã nhờ Trung Tú Lưu là nếu mà những quý vị ở tiểu bang xa muốn mua thì gọi cho chúng tôi 7146127309. Riêng đến ăn tại nhà hàng thì phải đến Tâm Restaurant cũng như Tâm Bakery, có những món ăn rất là ngon và nhiều món ăn mới nữa. Ngoài công phần gia đình thì còn có những món heo rừng nướng xả, rồi nai thịt nai ướp xả, cá lù đù ướp xả, trứng cá he kho rục ăn với cơm cháy, trứng trứng ba màu, trứng chiên ba màu vân vân. Wow, nghe ngon quá. Và ha, bún bò Huế, cháo lòng vân vân, rất là nhiều món ăn ngon. Tâm Restaurant và Tâm Bakery, một số phone duy nhất và địa chỉ đang hiện trên màn ảnh, quý vị chụp ngay 7142623437. Tiếp theo thưa quý vị, đó là Hắc Nhân Sâm Wellground, hãng Hắc Nhân Sâm. Đây là Hắc Nhân Sâm sẽ giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm E, tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sinh lực. Càng già càng bệnh càng yếu, chân yếu tay mềm thì cần phải uống Hắc Nhân Sâm này, giúp cho chúng ta khỏe, thật là khỏe nguyên một ngày. Và uống càng lâu dài thì chúng ta càng có sức bền. Và Hắc Nhân Sâm này, trong đây còn ngoài cái cô Thúy Nga này, chúng tôi không biết rằng cô có uống hay không, chứ còn ba chị em chúng tôi là đều uống Hắc Nhân Sâm hết. Riêng Hắc Nhân Sâm của Trang Thanh Lan cũng đã có tại tiệm rồi, quý vị có thể đến với tiệm như quý vị. Chúng tôi luôn quên đem vô cho hôm nay, từ có người khác lấy cái cục đó rồi. Và Hắc Nhân Sâm của Trang Thanh Lan là để chấm cái đầu đũa vô. Chị uống rồi. Trời ơi, chị uống tiết kiệm quá chị ơi. Chấm có đầu đũa không đó hả? Mà khỏe lắm. Vậy là cái hộp uống cả năm á chị. Không, ba tháng. Hút mấy tháng đừng có chấm cái này là sắp nước uống đường tháng thưa quý vị. Và chúng tôi vẫn đang có những cái hộp hàng này đầy đủ cho quý vị ha. Rồi quý vị cũng nhớ rằng chúng tôi cũng có sâm củ nguyên củ đó. Là cái này á, nguyên một củ đó là gồm một hộp 150g củ. Quý vị có thể dùng để nấu nướng, làm theo cái ý của mình muốn, làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn cho đến làm nấu trà vân vân. Và quý vị nhớ là Hắc Nhân Sâm này tuy nó là nguyên chất như vậy là rất là đắng nha quý vị. Quý vị ăn uống thì phải biết là nó rất là nhẫn và đắng. Ngoài ra chúng tôi cũng có sâm Hoàng Gia Royal, một hộp 600 Mỹ Kim 1 kg, và sâm Đông Trùng Hạ Thảo Linh Chi. Ba cái thứ này là cái này phải là sâm Giao Linh, từ chị Giao Linh thích uống. Còn sâm này đó là sâm của Tâm Restaurant, từ vì chị Tâm chỉ hay uống.
Và cái tâm của cái nhân sâm này đặc biệt đó là ngoài có đông trùng hạ thảo Tây Tạng cũng như có linh chi của Tây Tạng, thì nó giúp cho chúng ta ngoài việc bồi bổ sức khỏe của ba loại linh dược, nó còn giúp cho quý vị chống nám mặt. Ai bị nám mặt đó, uống hơn nhân sâm này nó sẽ đi, phải không? Em có bị nám chưa? À, nói chung là em ngồi em nghe thì em nói con người ta thích cái gì người ta làm cái đó. Em thích sầu riêng làm sầu riêng. Mấy anh chị cũng không sao. Bây giờ anh nói cho em nghe nè, bây giờ là em làm sầu riêng làm sao mà em lấy sầu riêng em cà cho mặt người ta để anh bán được nhân sâm này thì đó em đang tính suối anh này nè, cuối cùng cái idea anh còn ghê gớm hơn em nữa. Có nghĩa là nó dường như mình đánh lộn, nó lạo rồi đó. Lấy sầu riêng nó chà lên mặt mà gương mặt quý vị có bị gì là cứ đi tìm anh Trung Tử Lưu hoặc là chị Trang Thanh Lan nha quý vị, là sẽ có cái để cứu. Hát nhân sâm này là với mật ong nha quý vị, một hộp hát nhân sâm 525 Mỹ Kim nửa ký, hát nhân sâm mật ong nguyên chất rất là tuyệt vời, thì có chúng ta được tặng một hộp sâm hoàng hậu của nữ dành cho những người bị tiền mãn kinh, uống vào khỏe, đẹp, da đẹp, tính tình mát mẻ. Thưa quý vị, 135 đồng cái hộp này, đó là những sản phẩm của chúng tôi. Bây giờ xin mời chị Mỹ Linh hát đi. Trước khi Mỹ Linh hát, cảm ơn Hạnh Vũ. Nãy giờ mình chỉ nói sơ qua những món ăn của Hạnh Vũ thôi. Mình phải cảm ơn Hạnh Vũ là luôn luôn theo sát chương trình, lúc nào cũng bảo trợ, yểm trợ cho chuyện phố phường để có những cái món ăn, những cái lễ đặc biệt. Sắp sửa birthday của ai thì Hạnh Vũ cũng sẵn sàng. Trời ơi, bà gài ghê quá. Gài trước rồi, cảm ơn Hạnh Vũ. Cái đó chương trình gài hàng nhiều. Chương trình gài hàng, bây giờ có con cô. Cảm ơn Hạnh Vũ rất là nhiều. Có một cái bà chủ, bà ngồi đây, bà bán sầu riêng thì mình cũng nên gài một chút xíu đi cô này, thì tôi phải gài. Ủa gài gì anh, gài còn gì nữa đâu gài. Thì em ngoài, em nói là ngoài sầu riêng còn nhiều thứ. Không, thì em giỡn chơi thôi. Chứ cái sầu riêng này nào quý vị mà ăn, mà giả dụ mà cơ thể mà cơ địa nó bị nóng quá đó, thì mình cũng đi tìm nhân sâm để mình uống cho giải nhiệt mát xuống quý vị. Sâm là uống xong là sâm, sâm là nó có cái qua cái âm ấy không anh? Em nói gì vậy em? Em không hiểu. Thì em không biết, tại vì sâm mình uống xong mình khỏe, người đúng rồi, mình nó khỏe có... mình có đủ thứ hết á. À, nó có đủ thứ. Nói là hiểu rồi ha. À, dạ. Em hỏi cho biết để mình tính thôi, chứ thực ra hỏi em... tới nhị quá nó không hiểu. Thôi bây giờ chúng ta trở về với không gian âm nhạc mơ màng đi. Hiểu rồi, bây giờ không gian âm nhạc mơ màng với chị Mỹ Linh. Hôm nay Mỹ Linh sẽ gửi đến cho quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Bích, bài hát Trở Về Bến Mơ. Giấc mơ đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến tranh xuân ngát hương thanh bình say mối tình, khi ánh trăng về vui đời thắm sinh bên giang huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ những phút sống say sưa đêm nào chẳng quyến đôi tâm hồn dìu về đâu, nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm tuy vắng xa lòng còn sao xuyên. Nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai trăng sầu bên mái lầu, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau. Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao, ngày nào một giấc mơ đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến tranh xuân ngát hương thanh bình say mối tình, khi ánh trăng về vui đời thắm sinh bên giang huyền thầm mơ lúc tuổi xanh.
nhớ những phút sống bên nhau đêm nào chẳng quyến đôi tâm hồn dìu về đâu. Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm tuy vắng xa nhưng lòng còn xao xuyến, nghẹn ngào niềm nhớ nhau thương xót ai chăng sầu bên mái lầu hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau chẳng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao. Đang vui cái tự nghe này xong cái nghiêm trọng lên à, phải không? Những nghiêm trọng luôn á. Nghiêm trọng quá chị Linh ơi, giá này quá mơ màng thôi chứ đâu có gì dạ. Tự nhiên đang thuyết nghe. Chị hát bài này xong tự nhiên em cảm giác xung quanh có đèn cầy rồi mơ mộng cao sáng hơn xung quanh em đó. Nhỏ này nó nhắc trai tháng hoài chị. Cái giọng mà nói nhiều chứ không có nhiều. Em nhưng mà anh biết đó, lần rút sau này em hoạt động về YouTube rất là nhiều mà cái kênh YouTube em cũng kinh khủng lắm. Em kể chút xíu đi. Em nhiều chuyện cái gì trên đó? Thì nói chung là em cũng làm vlog hàng ngày vậy đó, gặp gì nói chung là mình nhân duyên thôi chứ cũng không có tính toán được. Làm YouTube thì những cái vlog cuộc sống ở Mỹ á, thì những cái gì mà mình gặp á, mình thấy nó hợp lý thì mình quay, còn nếu mình thấy không thấy hợp lý thì thôi, chứ cũng không có phải là cố gắng phải mỗi ngày kiếm một cái gì đó để đưa lên. Em làm YouTube thì cái coi như là em tưởng là em một ngày kiếm cái gì đó chứ là tùy hứng thôi, phải không em? Là không có làm được. À trước khi em hát đó thì anh hỏi cái này nó hơi buồn chứ xíu ha. Sao vậy? Là mỗi lần anh thấy cái chị Kim Ngân chị bước vô tiệm của anh á là anh lại nhớ tới em và anh rất là theo em. Thì cái chuyện này anh ủng hộ em hết mình luôn, nhưng mà em thấy là bây giờ em thấy em có muốn giúp lại một lần nữa không? Tại vì em thấy tự bây giờ chị cũng đi trong tiệm của anh mà giống như chị cũng lang thang vậy. Thật ra em lẽ lúc nào em cũng muốn giúp chị Kim Ngân chứ. Mới đây cách đêm em đi ăn với anh Quang Bình á, em có gặp chị, tự nhiên cái chị hình như chị đi ngang qua chị thấy em sao đó, cái chị vô em hết hồn luôn. Mà cái cảm giác mình lâu ngày không gặp chị đó, mình vui mà mình rung luôn á chị, luôn anh. Mà anh biết sao, thật sự ra Kim Ngân rất là thương. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp chị nhưng mà em không có lại gần. Tại nhiều lúc mình không biết cảm xúc mình ra sao thì mình kêu cái người đi chung mình á, chạy xuống cho chị tiền xong rồi thì đi thôi. Nhưng mà vừa rồi thì mình không có cố gắng gặp hay là tìm, nhưng mà vô tình á, chỉ là đi vô chỉ mở cửa chỉ kêu má hai, bữa giờ đi đâu vậy? Tự nhiên cái câu đó tự nhiên mình làm mình muốn rớt nước mắt luôn á chị. Xong cũng ngồi nói chuyện. Nhưng mà nói gì thì nói chứ chị thấy Thúy Nga là người có lòng. Đúng rồi. Chị thấy em đủ kiên nhẫn để em theo cái vụ của Kim Ngân. Chị nói nếu là chị chắc chị bỏ cuộc, tại vì có những cái điều khó quá. Có thể là chị làm không được mà em làm được. Cái tánh em làm cái gì đó là tánh em hay bị cái nghĩ cái phúc háo hức em là cuối người có lòng là mình nghĩ là chị sẽ được, chị sẽ trở lại bình thường, chị sẽ là người bình thường, nên lúc nào trong bản thân mình nó cực lắm, nhưng mà mình cứ phải cố gắng chị thấy. Nhưng mà đến không được thì thôi, mình cứ nhẹ nhàng mình buông. Nếu có đủ duyên thì gặp lại giúp, còn nếu không đủ duyên thì thôi. Hay lắm, mong sau này thì sẽ có một cái điều kiện nào đó để em tiếp tục làm những công việc này. Bây giờ thì chúng ta tạm ngưng một chút xíu để anh giới thiệu những cơ sở thương mại đến tiếp theo bán. Để anh buôn bán ha. Ok, và thưa quý vị, chương trình tiếp theo là DMG James Arizona của chị Helen đã được bảo trợ cho chương trình Chuyện Phố Phường cũng khá là lâu rồi và đã bền bỉ rất nhiều chương trình của Việt Face TV. DMG James Arizona là có những viên đá hộp xoàn Masonite Arizona rất là tuyệt vời với độ cứng gần như kim cương thật và nó tính cắt được tới 340 mấy vết cắt. Những cái hạt Legend Cuts đó thì nó làm cho những viên kim cương sáng rỡ và giống như là coi như là đẹp như những viên kim cương tự nhiên, thậm chí sáng hơn, với giá rất là rẻ, chỉ có 500 đồng một carat hoặc 400 đồng carat, 1.000 hai carat, 800 đồng hai carat, được bảo hiểm trọn đời. Chưa rẻ hết đâu Thúy Nga, còn chương trình mùa hè nữa là mua một tặng một, có nghĩa là mua một carat hột xoàn Arizona Masonite sẽ được tặng một viên Arsenite A5 của Trung Quốc. Tại sao lại tặng cái viên A5 của Trung Quốc? Bởi vì đó là những cái loại Masonite thông thường giá rẻ bên ngoài. Để quý vị biết thêm là tại sao Arizona nó mắc hơn của Trung Quốc và nó đẹp như thế nào. Tặng luôn cho quý vị một cái kính lúp để quý vị xem. Và quý vị nhớ nhé, mua một viên Arizona 1 carat được tặng 1 carat của A5 Trung Quốc. Mua 5 viên 5 carat hoặc 10 carat sẽ được tặng 10 carat như vậy. Và tặng quý vị kính lúp để quý vị có thể phân biệt so sánh sự tuyệt đẹp của viên hộp xoàn DMG James Arizona.
Và quý vị cũng nhớ rằng đây là chương trình đó được bảo hiểm trọn đời. Tuy nhiên những viên A5 của Trung Quốc là một cái loại masonite thông dụng trên thị trường đó thưa quý vị. Với giá nó cũng rẻ và nó lại có giấy tờ đàng hoàng. Tay Trung Tử Lưu đang cầm cái giấy GRA, tức là những cái khai sinh của những cái viên kim cương A5 của Trung Quốc được tặng thêm. Đều có giấy tờ hết. Là vẫn là nó ra hộp xoàn ha. Không, cái đó là masonite thì nó không có ra hộp xoàn. Nó chỉ lên tới masonite thôi. Và thưa quý vị, đây là những cái giấy khai sinh của những viên kim cương A5 của Trung Quốc được tặng theo. Quý vị phải nhớ nè, bởi vì có những cái complaint nói tại sao là không tặng những viên kim cương của Arizona. Không có. Cái viên kim cương Arizona, cái giá trị của nó là như vậy, và được tặng thêm một viên cùng cỡ của A5 Trung Quốc. Để quý vị, cái hãng nó muốn là quý vị vừa có thêm một viên kim cương giá rẻ, và vừa có thể quý vị có thể xem được cái giá trị của viên kim cương hộp xoàn Arizona nó hơn như thế nào. Xin quý vị gọi vào số điện thoại đang hiện trên màn ảnh của chúng tôi, với số điện thoại của cô Helen 480-765-7824, 480-765-7824, để có thể mua những cái vỏ hộp xoàn, vỏ nhẫn, bông tai, dây chuyền, vân vân thưa quý vị. Và riêng tại miền Nam Cali, quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh. Nơi đây công ty DMG Chains đã để một cái display, một cái tủ lớn để những cái viên hộp xoàn Arizona Masonite, để quý vị có thể đến xem, lựa và lấy ngay tại đây với số điện thoại 7146127309, 7146127309. Tân Tú Quỳnh tọa lạc tại 9583 Bosa Avenue và dành cho những người khách tại miền Nam California. Chương trình tiếp theo là Dao động định cư tại Hoa Kỳ EB3, dành cho những công dân Việt Nam từ 18 cho đến 45 tuổi đầy đủ sức khỏe và điều kiện để sang Hoa Kỳ lao động định cư tại những tiểu bang miền Đông. Với thẻ xanh 10 năm, vợ chồng con cái đều được đi và ở Mỹ vĩnh viễn. Và xin quý vị gọi cho chúng tôi để biết điều kiện như thế nào để có thể được, với một số phone duy nhất là 7145488432, 7145488432. Và chúng tôi cũng có chương trình chuyển cho du học sinh từ du học sinh sang EB3 thẻ xanh 10 năm ở lại Mỹ, cũng như các chương trình đầu tư định cư và chương trình EB2 Y tế Skill, tức là dành cho những nhân viên y tế sang Mỹ làm và được thẻ xanh 10 năm. Với điều kiện là 5 năm kinh nghiệm ở bên Việt Nam và biết tiếng Anh giỏi, bởi vì công việc đặc thù là như vậy. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết, số điện thoại 7145488432. Và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy 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 Nga 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 Nga. Ủa em phải hát luôn hả? Em phải hát bây giờ nè. Coi như là anh muốn em ngồi đây với ba ca sĩ kỳ cựu bắt em hát. Không, anh từ giờ em hồi đó. Ca sĩ em kỳ cựu hát với một ca sĩ kỳ cục. Đấu chị để cho người ta có tinh thần nha, chị có tinh thần thì chị bớt chứ. Ác lại đi. Để bữa nghe nay là show tới 200 ác tới bỏ bẩm sinh. Em nghe xong em muốn ngâm thơ luôn vậy đó trời. Anh nói cho em nghe nè, em biết không? Tại vì á là anh muốn em mới dùng cái tiếng hát của mình để quyến rũ khách hàng vô kênh YouTube nè, vô mua sầu riêng nè, vô tất cả những gì người ta muốn, phải không? Tại rồi em kể anh nghe, ở trên cái YouTube Thúy Nga Channel của em, mà mỗi lần mà em live stream á, mà em đang hát là em nói chuyện like rất là cao, mà khi em hát là view đi ra hết tuột hết cái giá là... Mệt ghê đó, mình nói là hát mà cứ không hát. Bây giờ đó em hát bài một bài anh yêu cầu đây nè. Em cứ ráng hát đi. Bài gì anh? Em cuộc đời em có ca hát bao giờ đâu mà em biết hát, mà anh đưa cái mic sẵn nè. Hồi đó anh thích em hát bài Mắt Nai Cha 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 với ông, mà em vẽ cả cặp mắt mà trong cái một cái cuốn video hài nào đó. Mà em vẽ cặp mắt mắc cười lắm, mà anh cứ luôn anh nhớ tới em, anh nhìn mặt em là anh nhớ tới cái Mắt Nai Cha Cha Cha. Mà nhìn giống như con mắt gì, có mắt con quỷ gì chứ không phải là con nai. Giống như mắt cá chừ kiến á. Cá mặt quỷ anh. Thực sự ra cái nghề theo, khi mà Thúy Nga tham gia theo nghề nghệ thuật á, thì người ta ấn tượng tới vai bà già. Nó nói hát hò là em có đúng một bài duy nhất quý vị ai cũng gặp là Mắt Nai Cha 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 đi Thúy Nga, có nghĩa là giống như không có gì hơn đó. Giống như là 10 năm lần gặp bà hay vui diễn bài chỗ đó. Mà em hát với mấy ca sĩ kỳ cựu ngại quá à. Đã nói kỳ cụ thì em kỳ cục. Em kỳ cục đi ha. Nếu mà ngại quá thì lấy cái bánh của anh kìa, em đội lên đầu em hát. Em tính hát em làm vậy đó, mà em sợ em đội cái bánh đó, nó cũng tiệp với cái màu đồ cũng đẹp, nên sợ nó ụp cái bánh vô cái mặt anh, cái là ngưng chương trình làm lại đó. Thôi bây giờ kia. Cả nhà ơi, thôi sầu riêng anh nó ụp mặt em là nát mặt anh, em là phải đi mua sâm của anh là uống vô là mệt xỉu luôn. Thôi cả nhà ơi, đến với cái chương trình ngày hôm nay thì là thôi ai cũng hát thì mình cũng hò miếng đi. Trở lại bổn cũ thì Thúy Nga sẽ góp vui với một bài hát Mắt Nai Cha Cha Cha. Cảm thấy sinh tụ đó quý vị.
một nụ hồng tặng cho mắt lại. Em thơ ngây bước đi trên con đường dài. Một nụ hồng tặng cho mắt lại. Trông xinh xinh, em thức tha màu áo trắng xinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc đến trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đang yêu 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 yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cánh tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ôi la la cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha, nào ta cùng bước cha cha cha. Cùng vui này tháng mong mơ. Em xinh tươi như bông như hoa, cho ai kia ngất ngây một tâm hồn. Một ngày nhớ một ngày mong, đem lại về thao thức bâng khuâng. Con tim ai khao khát đợi chờ, cho nỗi lòng ôm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Rap đó chị, rap mà cũng dốc quá phải không chị? Thôi nói chung là mình vừa hát vừa nhảy exercise cho dòng em nó xuống đó chị. Ăn sầu riêng quá. Một nụ hồng tặng cho mắt nai. Em thơ ngây bước đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt nai. Trông xinh xinh, em thức tha màu áo trắng xinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc đến trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đang yêu 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 yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc đến trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đang yêu 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 yêu. Dễ sợ em đứng luôn. Em nghe em chóng mặt quá à. Không, chị thấy em hát bây giờ dễ thương không? Giống mắt ngọc không chị? Em hát xong là em thấy mắt em vậy luôn. Anh thấy em á, mà sao anh nhìn em thấy em có cái nét nào đó của Như Quỳnh hay sao á? Em giống Như Quỳnh không chị? Em mê chị Như Quỳnh lắm đó. Giống như... Như gì? Gì? Thôi em nói. Đó, tự nhiên thấy bà nhìn xuống cái quần ấy chị nói em hát như quần đủ rồi. Không chị ơi, thật ra em đam mê những thần tượng của em, nhưng mà qua cái cách diễn xuất của em thì đã thành hài hước. Chứ nên em tập trung một chút thì không chừng là chị Như Quỳnh cũng mệt lắm luôn đó. Không hát nào vậy, thì bỏ cái ma kêu phía được rồi ha. Rồi hát xong mà muốn không phải covid đâu nha, hát quá áp lực đó. À, lát nữa chúng tôi sẽ ra uống thuốc hết. Và thưa quý vị, đó là phần trình diễn rất là vui nhộn của nữ danh hài Thúy Nga.
À, bây giờ thì trước khi mời chị Trang Thái Lan hát, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến quý vị một chương trình của Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tân Tú Quỳnh với những lạp xưởng Lào ngon thần sầu, chili chip Lào, rồi lạp xưởng Mai Quế Lộ con Đài Bàng En để xuất khẩu ngược về Việt Nam với ít mỡ và rất là ngon tại Tân Tú Quỳnh, cũng như gạo cái muỗng vàng không nơi nào có, ngon nhất thế giới của Thái Lan. Ngoài ra chúng tôi còn có những sản phẩm đặc biệt An Ngư Hoàng Cung. Thưa quý vị, An Ngư Hoàng Cung là một sản phẩm từ Hàn Quốc đưa qua với một hộp 30 viên như vậy, giúp cho quý vị chống lại đột quỵ hoặc là ngăn ngừa những người mà có nguy cơ đột quỵ uống cái loại này. Và quý vị ơi, tháng tới thì cái giá nó sẽ tăng lên rồi. Tháng này nè, tuần tới nè, sẽ tăng cái giá này lên rồi. Nên quý vị nhớ rằng quý vị phải mua ngay với cái giá cũ là 275 đồng một hộp. Chúng tôi được thông báo, và đây là bác sĩ rất là uy tín tại Hàn Quốc, và những sản phẩm của ông làm đã giúp cho rất là nhiều người đã thoát cơn đột quỵ hoặc là đã bị đột quỵ rồi thì sẽ ok. Anh có tặng cho anh Quang Bình một cái này đó. Ồ vậy hả? Ồ vậy tốt quá. Uống như thế nào rồi? Cái này là giống như là người nào bị hoặc là chưa bị là uống vô. Chưa bị, mà chưa sắp bị. Sửa bị này kia đó là đang như bị, uống. Chưa đang bị, đang bị rồi cũng uống nữa. Và chúng tôi cũng còn rất là nhiều sản phẩm khác đang sale, chẳng hạn như collagen. Quý vị cũng biết là collagen là một cái sáng tạo, một cái khám phá mới của những cái nhà khoa học và những cái vị mà chuyên môn sáng chế, bào chế, những cái viện bào chế đó. Thưa quý vị, collagen nó giúp cho quý vị tăng cường thêm cái chất nhờn trong cơ thể, giúp cho trẻ hóa và giúp cho những cái khớp xương khớp này kia. Riêng cái loại này thì đang on sale 80 đồng một hộp, nhưng mà mua 2 tặng 1. Cái này là trái lựu và collagen và dâm bụt của Hàn Quốc, nó giúp cho không những chống tăng cân nữa thưa quý vị. Còn riêng cái này là collagen của Nhật Bản Sukoi, 8 loại cá rất là tuyệt vời, sẽ giúp cho quý vị cũng rất là nhiều, và đang có chương trình mua 3 tặng 1 với giá 90 đồng một hộp. Ngoài ra chúng tôi còn phân vi sinh hữu cơ. Quý vị cũng biết là phân vi sinh hữu cơ có thể tưới vào cây, vào rau, vào hoa quả, sẽ cho hoa, quả, cây, trái rất là nhiều. Mà trong những kỳ trước chúng tôi luôn đã để hình. Và chúng tôi cũng có những cây cherry nhà em, à nhà anh. Trời em nhìn mà em thích quá anh ơi, làm kỳ sao mà. Kỳ sau có cái anh tới em làm cái YouTube nha. Dạ, em qua em review nha, xong sẵn em bứng cái cây về em trồng được không anh? Em đâu phải là má anh. Em ơi, nói vậy chứ chị cũng chưa có con trái nào ăn hết. Ủa thì có chị. Đâu có đâu, thấy chị. Chị tới nhà không, không có chị tới nhà. Em còn chơi có con trồng riêng với nó còn trái sơ. Vậy hả? Em đang up lên Facebook mà em thèm chảy nước miếng. Đâu có đâu, chị tới nhà đó là chị ăn những món khác ngập mặt rồi, không còn sức để bước ra vườn. Có 4 trái mận thôi à. Vậy ngập mặt. Có 4 cái mận mà ngập mặt rồi đó chị. Ừ. Chị mà hái 10 trái mận chắc là anh đuổi chị ra khỏi nhà. Con trồng riêng là đã đuổi chị đi lâu rồi. Bởi vì người ta có nói chị đóng vai ác, chị đã ác chứ thực ra là cái tâm địa anh chung của lâu ác hơn. Phải coi lại các anh ạ. Em để anh bán hàng nha. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có những cái loại đặc biệt, chẳng hạn như là trà mà ngứa để cho ngành nail, hoặc là bị viêm mũi, nghẹt mũi, hoặc là ngứa, bị lở, bị nứt tay đó. Thưa quý vị, chúng tôi có rất là tốt, và chỉ có Tân Tú Quỳnh mới có mà thôi. Chúng tôi cũng có những loại gan, phổi, thận, bao tử tuyệt vời luôn, mà quý vị uống thấy không kết quả có thể trả về. Rồi chúng tôi cũng có những cái loại còn nhiều thứ khác lắm thưa quý vị, nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng xin giới thiệu, cũng tiếp tục giới thiệu đến quý vị là giống như cà chua trắng vân vân, những cái loại mà ở đây có thuốc dời leo, rồi thuốc trị mụn, mà em biết không, dời leo tuyệt vời luôn. Em người nhà ở Việt Nam bị ghẻ, bị lát, bị dời leo đó. Không hả? Thế nào mà tốt hơn cái này được. Nó bôi cho hết liền luôn đó. Bôi là 2 ngày là hết liền. Ừ, ở Việt Nam là hay bị lắm anh. Hay bị lắm, ghẻ, lát, dời leo vậy đến. Và đặc biệt mai mốt có gì em mua em về em cho Việt Nam em cho. Và mọi SD người. Thần kỳ thưa quý vị, SD thần kỳ đã giúp ít biết bao nhiêu người. Quý vị đừng để những cơn đau nhức, mất ngủ hành hạ mình, cũng như bị tiểu đường, hoặc là tóc rụng, hoặc là bị gao, bị nứt móng tay móng chân, hoặc là bị nhiều cái chứng bệnh khác đó thưa quý vị. Bởi vì cái SD thần kỳ nó giúp cho chúng ta 800% cái tuyến nội tiết tố của tuổi 20. Quý vị mà là 70 tuổi, 80 tuổi uống vào sẽ nhảy nhót mạnh mẽ như là cô Thúy Nga hồi nãy vậy đó. Anh ơi, em mới 20 à, anh nói lố quá, người ta tưởng em 80 thiệt luôn đó. Đang định nói đó. Tự nhiên cái không đang nói em quý vị cao tuổi rồi này kia, cái tự nhiên chỉ qua Thúy Nga. Cao là tuổi cái nhìn mặt em vậy đó chị. Mà trong khi ông 70 mấy tuổi rồi ông không nói. Em cũng ác gì chưa? Bởi vậy luôn phải gặp Thúy Nga. Ừ, thường thường lắm, 70 mấy em chị dữ lắm em ơi. Trời ơi, 70 mấy tuổi là hay thích bán xăm rồi bán mấy đồ mà cho phục vụ người cao tuổi. Em nghĩ là chị em có ăn hiếp chị Thúy Nga được không? Ông quên ăn hiếp chị Lan được không? Chị Lan hả? Thì chị Lan là chỉ cái miệng thôi, chứ cái tâm chị là khẩu xà, nhưng mà cái tâm chỉ là Phật. Chị đúng không chị? Khẩu xà kìa. Khẩu xà đúng rồi. Thì đúng rồi, tao nói này là tâm Phật. Em đâu có đâu, thấy cái tâm xà. Cái này là miệng Phật hoặc tâm xà. Lưu ý em là em nói là chị là khẩu xà tâm xà luôn hả? Không, em nói chị chưa bao giờ khẩu xà, em thấy chị rất là dễ thương.
chỉ có giữ hả? Thôi à, chứ đâu có gì đâu. Vậy mà giữ gì? Và thưa quý vị, em chỉ chị nè, mai mốt mấy chị mà thấy anh Trung Tử Lưu mà ăn hiếp quá đó, ăn cái sầu riêng xong cất cái vỏ phơi khô gì xong rồi. Mà lấy chà 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 mặt ảnh gì đó. Không, lén để ghế nó ngồi. Anh cũng nghĩ, anh cũng nghĩ ra một chuyện đó em. Em mà bán sầu riêng nhiều đó, em để dành vỏ cho anh đi, để anh làm thuốc trị ho. Ủa là sao anh lấy? Anh sắc sắc vỏ 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 ra anh làm, anh nuốt đường rồi kia đó, anh cho khách, anh bán cho khách, để khách về ngồi nha. Đâu có anh chị gì sầu hết. Anh nói người ta phơi khô cái vỏ sầu riêng xong mà ho quá lấy rồi há miệng ra cào cái vỏ sầu riêng trong họng á, cào răm rang chập nó không. Nó hết ho nó banh luôn cái họng. Anh làm anh chắc anh cho ướp đường đàng hoàng cho nó ngon. Còn sẽ nhảy nuốt kéo ra cái vô. Thôi em ha. Thưa quý vị, chúng tôi luôn không giỡn nữa, mà nói với quý vị là cái chai này bỏ lên đây một giọt trà cho nó khô ha. Xong rồi bỏ lên đây một giọt một trà cho nó khô, sáng một lần chiều một lần cứ vậy thôi. Thật đau. À, rồi chúng ta uống một ly nước và tối ngủ ngon, đau nhức đi hết. À anh chị chị Lan cũng đau vai, anh thì đó, cũng đau vai. Thì mấy người lớn tuổi thích bán mấy cái này lắm, em biết mà. Đúng rồi, và quý vị có thể gọi cho chúng tôi 7146127309. Riêng tại Canada, quý vị thấy số phone hiện trên màn ảnh, quý vị có thể chụp cái màn ảnh của Tân Tú Quỳnh. Đó, Canada cũng có, Việt Nam cũng có, quý vị cứ chụp ảnh và quý vị gọi vào để những nơi này, để quý vị có thể có những chai SD thần kỳ hoặc có hắc nhân sâm tuyệt vời. Tân Tú Quỳnh tọa lạc tại 9583 Busa, mở cửa 7 ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 7146127309 và chị Trang Thanh Lan. Nhờ hôm nay thì Trang Thanh Lan thấy là kỷ niệm show thứ 200 của Chuyện Phố Phường. Đừng nói 200 mà vui nhất là có em Thúy Nga tới đây chung vui với các anh chị. Thì hôm nay cái không khí nó đang tưng bừng như vậy, thì Trang Thanh Lan muốn gửi đến quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Xuân Tiên. Bài hát được mang tên Khúc Hát Ân Tình. Cái bài dễ thương quá. Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài tìm đến nơi này một nhà thân ai. Ơi tình Bắc duyên Nam là duyên tình chung muôn đời vai sát vai. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say môi hồng, tình ngát đôi lòng mộng vàng chung bao. Ơi hạnh phúc dâng hương là hương, cần lao muôn đời vai sát vai. Cô niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi, ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đâu sâu ngắt sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân chào nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Ơi đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ, cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi mua khoai một niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi, ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đâu sâu ngăn sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm tầm xuân chào nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Ơi đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung
trong mơ. Dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Vừa đẹp vừa trẻ, vừa đẹp vừa trẻ mà mắt không bao giờ nhắm nữa, thấy không? Long lanh long lanh long lanh long lanh long lanh mà hát mà lúng la lúng liếng gì đó. Vậy đó. Trời ơi, thấy nghe là ngôn từ thôi chứ là ánh mắt gì cho nên la là lúng la lúng liếng gì đó, trai chết hết luôn á. Chịu không nổi luôn. Em nói gì? Em nói câu cuối cùng là gì? Cái trai chết hết luôn. Ở đâu có đâu. Vậy thôi hả? Lúng la lúng liếng gì đó. Chắc không có trai nào chết hết trơn. Trong vòng quay phim này đâu ai phục ngã không? Chị nghe nói lúng la lúng liếng cá trà chết hết trơn. Cá trà chết hết rồi. Cá trà chị nghe nói cá trà em nói sao mà chị nghe cá trà trai mà nghe thành cá trà cá trà. Quý vị ơi, chúng tôi là cá trai mà chỉ nghe thành cá trà. Thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn rất là nhiều quý vị mà trong 200 show vừa qua và 200 show quý vị đã yêu thương chúng tôi, càng ngày càng có nhiều fan và quý vị đã xem chúng tôi giống như là một phần trong những cái giải trí trong gia đình của quý vị, và cảm ơn, mong quý vị sẽ tiếp tục yêu thương chúng tôi. Bây giờ trong không khí vui nhộn thì chúng tôi luôn sẽ hát một bài vui luôn chứ không hát bài buồn. Bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên, Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Em làm ngựa giùm anh đi Thúy Nga. Em làm một ngựa giùm anh đi. Anh cũng nhẹ lắm. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phai không em. Trong phòng. 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày. Làm kiếp lưu đày. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non. Đồi cỏ non. Gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh. Ngàn lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới. Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. Những ngày ấu. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Không, không. Tôi hãy theo anh bé lối ăn năn. Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Cùng dắt nhau về. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non. Đồi cỏ non. Gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh. Ngàn lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới. Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. Những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa Nga đi về, về lối trăng hiền. Về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không Nga? Không. Còn ai dặn dò nữa không Nga? Không. Thôi hãy theo anh mẹ lối ăn năn. Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Cùng dắt nhau về. Mẹ lối ăn năn. Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Dắt Nga về với Nga có cảm động không Nga? Anh dắt
em về đi, em có sẽ bưng hết không? Cái hàng trái cây nhà anh, cái hàng cây nhà anh. Thôi em khỏi. Dạ. Em đang canh me cái hàng trái cây nhà anh hổm rài. Em đâu có xoài nữa em ơi. Xoài nó trời đủ thứ hết, mận xoài nè. Dưa gang nào cho em không hiểu tại sao người ta lại có thể nhìn ngắm tài sản của người khác nhiều như vậy. Thật ra là cũng may đó, ta qua ta bưng trái cây cho ta bưng hết cái những cái gì qua anh đó là anh còn mệt đó. Thấy chưa, nghe sợ chưa? Chung Tử Lưu nào Thúy Nga Channel qua review căn nhà của Chung Tử Lưu nha. Đúng rồi, chị đi với em, chị đi với em. Dạ, chị đi với em nha. Nhớ đi với em nha, xong qua em lén lén giả bộ quay quay. Chị đi với em. Dạ. Bữa nào đúng rồi. Dạ, sáu tay hai mới đủ. Dạ. Xong cái giả bộ mình lén 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 cầm cái bịch trong giả bộ. Em quay cái cho chị xong. Có nhiều khi thực sự thật nó rất là thất vọng. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây đã hết giờ rồi. Xin Thúy Nga em gửi một lời chào. Ủa hết rồi anh. Em mình làm hai tập đi chứ 200 số mà làm có tập ổn quá, 200 số làm phải làm. Trời, nhiều khán giả yêu cầu là mình dài ra cái chương trình này nè. Ừ mà đâu có rồi. Hy vọng manager John manager sẽ tha thứ cho dư lố mấy phút. Đâu có, nếu mà quý vị mà muốn coi tiếp tập 2 thì hãy đợi nha, làm một cái số tới nhà anh Chung Tử Lưu phá nhà anh là vui lắm luôn á quý vị. Mà nghe tin tiếng Nga với chị Channel Lan với chị Linh mà qua cái chắc ông cháu ông cất cái cây ông cháu qua còn cầm không á. Em gửi một lời chào. Thôi bây giờ chương trình cũng kết thúc rồi. Rất là giới hạn chương trình. Thực ra là Nga thấy cũng còn nhiều sản phẩm lắm mà cũng chưa có nói hết đó quý vị. Nếu mà ai mà có quý mến anh Chung Tử Lưu, chị Trang Thanh Lan và chị Mỹ Linh đó, thì là đến ủng hộ cho chương trình. Và nếu mà ai yêu mến em á thì cứ ủng hộ sầu riêng của em. Dạ. Đến đây chứ. Dạ, 279-279-889. Dạ, cảm ơn. Mà quý vị không thấy một con nhỏ đẩy đưa như thế này thì quý vị mới mua sầu riêng thôi. Dạ, bán sầu riêng đó mà làm lố bịch vậy mà vẫn ế như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ hai tuần tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.